Nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng của thị trường sản phẩm ăn liền ở Việt Nam luôn được ghi nhận ở mức hai con số. Nhiều gia đình Việt đã lựa chọn những sản phẩm ăn liền để chế biến thành bữa ăn nhanh cho cả nhà vì tính tiện dụng và tiết kiệm thời gian để các thành viên có thể ăn ở nhà một bữa ăn đầm ấm và an toàn cho sức khỏe. Chính vì vậy, dòng sản phẩm này đã hấp dẫn các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm trong và ngoài nước. Buổi sáng thường thường tôi hay chọn bún phở, hủ tiếu để tôi nấu cho gia đình tôi ăn liền. Em thì em thường chọn các cái sản phẩm bún phở, hủ tiếu ăn liền buổi sáng để chế biến nhanh tại nhà. Thường thì em sẽ dùng các cái sản phẩm này từ gạo thì mình có thể chế biến nhanh và có thể chuẩn bị trước các cái thịt hoặc là rau trước ở nhà thì mình sẽ rất là nhanh chế biến và nó rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì sản phẩm từ gạo thì nó dễ ăn, dễ tiêu và nó an toàn. So với một vài năm trước đây thì thị trường sản phẩm ăn liền hiện nay đang nhộn nhịp hơn rất nhiều, với nhiều loại sản phẩm, hương vị, kiểu dáng, bao bì đa dạng bắt mắt và sự xuất hiện của nhiều nhãn hiệu mới đã mang lại sự lựa chọn phong phú cho người tiêu dùng. Thị trường hiện nay phong phú với hơn 60 nhãn hàng khác nhau, đa dạng về mẫu mã, loại hình sản phẩm, hương vị. Nhưng người tiêu dùng hiện nay có xu hướng sử dụng sản phẩm ăn liền, không chỉ ngon mà còn phải bổ dưỡng và quan trọng là phù hợp với khẩu vị của người Việt. Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe đã làm không ít bà nội trợ lo lắng phân vân khi mua thực phẩm cho bữa ăn gia đình hàng ngày. Chính vì vậy, người tiêu dùng đã bắt đầu quan tâm nhiều đến các sản phẩm bún ăn liền và các sản phẩm gốc gạo ăn liền khác như phở, hủ tiếu. Các nhà sản xuất cũng đã nghiên cứu và cho ra thị trường nhiều sản phẩm mới đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và nhu cầu của người tiêu dùng. Theo khảo sát sơ bộ, xu hướng sử dụng sản phẩm gốc gạo đang được người tiêu dùng ưa thích. Nếu như trước đây, các sản phẩm ăn liền làm từ bột gạo chỉ chiếm 10% trong siêu thị, thì nay đã tăng lên 40%. Thị trường Việt hiện có hơn 70 loại sản phẩm ăn liền gốc gạo và ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Gạo là sản phẩm truyền thống của văn hóa Việt, dễ chế biến thành các dạng sợi đa dạng như phở, bún, hủ tiếu và có thể đạt được độ hoàn nguyên ban đầu nếu sử dụng công nghệ hiện đại. Đại diện nhãn hàng Vina Ice Cook Việt Nam cho biết, không chỉ riêng thị trường Việt Nam, xu hướng ăn gạo thông qua các sản phẩm ăn liền tinh chế từ hạt gạo cũng đã và đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới như Nhật, Mỹ và Phần Lan. Dự đoán sẽ có sự thay đổi về nhu cầu tiêu dùng. Chúng tôi đã cho ra đời các sản phẩm ăn liền được chế biến nguyên chất từ hạt gạo thơm như phở, bún, hủ tiếu, có độ hoàn nguyên cao, tươi ngon, đúng với khẩu vị của người tiêu dùng Việt.